Công an Hà Nội sẽ cử cán bộ chiến sĩ xuống trông xe miễn phí tại nhà thờ Thái Hà, nhà thờ lớn và một số nhà thờ trong thành phố để nhằm giúp bà con giáo dân tham dự thánh lễ và người dân vui chơi trong dịp Giáng sinh trong hai ngày 24 và 25 tháng 12. Bên cạnh đó, việc đảm bảo trật tự, đặc biệt là tình trạng quán xá, ô tô dừng đổ trước cửa nhà thờ gây cản trở giao thông, khiến người dân khó khăn khi đến dự thánh lễ, sinh hoạt tôn giáo cũng được lực lượng công an đặc biệt chú trọng để người dân thủ đô đón Giáng sinh vui tươi và an toàn.